ăn. Hai sự không cùng chỗ, như sáng, tối bất đồng. Hai điều hữu và vô chẳng thể gọi niết bàn, vì sao? Hữu và vô mâu thuẫn nhau, không thể có chung một chỗ. Như sáng và tối không cùng chung. Thế nên, lúc có thì chẳng thể không, khi không thể chẳng thể có. Làm thế nào có và không chung hiệp mà gọi niết bàn? Hỏi, nếu hữu và vô chung hiệp chẳng phải niết bàn, nay chẳng phải hữu chẳng phải vô, nên là niết bàn chăng? Đáp, nếu phi hữu phi vô, gọi đó là niết bàn. Phi hữu phi vô này, do đâu mà phân biệt? Nếu niết bàn là phi hữu phi vô này do đâu mà phân biệt? Thế nên, phi hữu phi vô là niết bàn, điều ấy không đúng. Lại nữa, phân biệt phi hữu vô, như thế là niết bàn. Nếu hữu, vô thành tựu, phi hữu phi vô thành. Ông phân biệt phi hữu phi vô là niết bàn. Điều ấy không đúng, vì sao? Nếu hữu vô mà thành nhiên phi hữu phi vô mới tựu thành. Trái hẳn với hữu gọi là vô, trái hẳn với vô gọi là hữu. Hữu vô ấy, trong cụ nghĩa thứ ba đã phá. Vì không có hữu vô, làm thế nào có phi hữu phi vô? Thế nên, niết bàn chẳng phải phi hữu, chẳng phải phi vô. Lại nữa, Như Lai sau diệt độ, không nói có cùng không, cũng không nói có không, chẳng có và chẳng không. Như Lai đang hiện tại, không nói có cùng không, cũng không nói có không, chẳng có và chẳng không. Như Lai sau khi diệt độ, hoặc đang hiện tại, mà nói rằng có Như Lai, không được thừa nhận. Nói rằng không có Như Lai, cũng không được thừa nhận. Vừa có Như Lai vừa không có Như Lai, cũng không được thừa nhận. Chẳng phải có Như Lai, chẳng phải không Như Lai cũng không được thừa nhận. Bởi vì không chấp thủ, không nên phân biệt Niết Bàn là hữu hay vô. Lìa Như Lai ra, ai sẽ chứng đắc Niết Bàn? Khi nào, ở đâu? Bằng pháp gì mà nói đắc Niết Bàn? Thế nên, tất cả thời, và mọi cách tìm tướng Niết Bàn không thể được. Lại nữa, Niết Bàn cùng thế gian, không có chút phân biệt. Thế gian và Niết Bàn, cũng không chút phân biệt. Vì nhân duyên năm ấm tương tục qua lại mà gọi là thế gian. Tánh của năm ấm hoàn toàn không, không chấp thủ tịch diệt. Nghĩa này trước đã nói. Bởi vì tất cả pháp không sanh, không diệt. Nên thế gian không khác biệt Niết Bàn. Niết Bàn cũng không khác biệt thế gian. Lại nữa. Thật tế của Niết Bàn, và thật tế thế gian. Như thế hai thật tế. Không hào ly sai biệt. Cứu cánh tìm kỹ thật tế của Niết Bàn và thế gian đều là biên tế vô sanh. Bởi vì bình đẳng, bất khả đắc, không hào ly sai biệt. Lại nữa, sanh diệt có hay không? Hữu biên, thường vân vân. Kiến chấp y Niết Bàn, đời quá khứ, vị lai. Như Lai sau khi diệt độ, Như Lai tồn tại, hay Như Lai không tồn tại, hay Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại, hay Như Lai chẳng phải vừa tồn tại vừa không tồn tại. Thế gian là hữu biên, thế gian là vô biên, thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, thế gian chẳng hữu biên chẳng vô biên, thế gian là thường, thế gian là vô thường, thế gian vừa thường vừa vô thường, thế gian chẳng phải vừa thường vừa vô thường. Ba thứ này cộng thành 12 kiến chấp, Như Lai sau khi diệt độ có hay không các thứ, 4 kiến chấp này y trên Niết Bàn mà sanh khởi. Thế gian hữu biên, vô biên các thứ, 4 kiến chấp y đời vị Lai phát khởi. Thế gian thường, vô thường vân vân, 4 kiến chấp này y theo đời quá khứ sanh khởi. Như Lai sau khi diệt độ còn tồn tại hay không tồn tại, không thể nhận thức được. Niết Bàn cũng như thế gian tiền tế, hậu tế, hữu biên, hữu thường, vô thường các thứ. Đều không thể nhận thức. Niết Bàn cũng vậy, thế nên nói thế gian và Niết Bàn vân vân, không có sai biệt. Vì hết thảy pháp không? Nào có biên, vô biên? Vừa biên vừa vô biên, chẳng hữu chẳng vô biên. Cái gì là nhất dị? Nào có thường, vô thường, vừa thường vừa vô thường, phi vô thường. Các pháp bất khả đắc, diệt tất cả hí luận. Không người cũng không xứ, Phật cũng không tuyên thuyết. Tất cả pháp, tất cả thời, tất cả mọi thứ, đều từ các duyên sanh, cứu cánh là không, nên không có tự tánh. Trong các pháp như thế, cái gì là hữu biên? Cái gì là vô biên? Ai là vô biên, cái gì vừa hữu biên vừa vô biên, cái gì là phi hữu biên phi vô biên, ai là phi hữu biên phi vô biên, cái gì là thường, ai thường,
Cái gì là vô thường? Vừa thường vừa vô thường. Phi thường phi vô thường. Ai là phi thường phi vô thường? Sao là thân tức ngã? Sao là thân khác ngã? Như thế trong tất cả 62 thứ ta kiến cứu kính không, thảy đều bất khả đắc, những gì là sở đắc đều dứt bặt, mọi hí luận đều diệt. Vì hủy diệt hí luận nên không đạt thật tướng các pháp, đạt được con đường an ổn. Từ chương, nhân duyên, cho đến đây, phân biệt quán sát các pháp, hữu cũng không. Vô cũng không, hữu vô cũng không, phi hữu phi vô cũng không. Đó gọi thật tướng các pháp, cũng gọi là chân như, là pháp tánh, là thật tế, là niết bàn. Thế nên Như Lai không thời gian, không xứ sở, vì người nói niết bàn là tướng cố định, thế nên nói. Những gì là sở đắc đều dứt bặt, mọi hí luận hủy diệt. Ngoặc kép, chú thích. Niết bàn tiếng Phạn gọi là Nirvana. Vana nghĩa là dục vọng đau khổ, như thế niết bàn là nơi an tịnh tuyệt đối. Nói thế chúng ta đừng nghĩ niết bàn có một cảnh giới riêng, có vị trí thanh tịnh an lạc. Niết bàn được nhận thức bằng chân không? Sunia, nó không nằm trong cái hữu hay vô, siêu việt đối đãi. Vì phương tiện đối với chúng sanh mà Đức Phật dùng ngôn ngữ để diễn tả thế nào là cảnh giới niết bàn. Chúng ta nhờ giải thích để hiểu biết cụ thể niết bàn. Do đó không nên nghĩ ngôn ngữ là có hay không. Như người dùng ngón tay chỉ mặt trời để người khác trông mặt trời. Ngón tay người chỉ, không phải mặt trời, song nhờ ngón tay chỉ mặt trời, người khác có thể nương nơi đó nhìn hướng mặt trời. Khi đã trông thấy rõ mặt trời rồi, thì ngón tay kia không cần dùng nữa. Hán, vô đắc diệt vô trí. Bát Nhã Đăng, vô thối diệt vô đắc. Phạn, bay, prayam asampaptam, không có cái gì bị đoạn trừ, không có cái gì được chứng đắc. Sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, nghĩa là trở về bản tính tịch tịnh, chúng sanh sinh nhiều vọng chấp, nói Niết Bàn, cảnh giới Niết Bàn thường trú vô biên. Niết Bàn khác với thế gian vân vân, tất cả bàn bạc như thế nào cũng đều sai lầm. Vì Như Lai Niết Bàn là ly ngôn ngữ văn tự, ly tâm duyên tướng, bất khả đắc, bất khả tư nghì. Như Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, Niết Bàn vô Niết Bàn thị danh Niết Bàn ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hán, vô thọ, phản, anupajaya, không chấp thủ, không y chỉ, các quần, chấm. Hán dịch của Bát Nhã Đăng, Niết Bàn nhược hữu thể, vân hà thị vô nhân. Diệt vô hữu nhất pháp, ly nhân nhi đắc hữu, niết bàn nếu là hữu thể, làm sao lại không nhân? Cũng không một pháp nào, không cần nhân mà hiện hữu. Phạn, Bhavat Kayadi Nerveyam Anupajaya Tetkathau, Nerveyu Nanapajaya Kazetsit Bhavo Hivityat, nếu niết bàn là hữu thể, làm sao cái đó lại không chấp thủ? Không y chỉ, chấm hỏi, không có bất cứ hữu thể không chấp thủ nào được nhận thức như là niết bàn. Ngoặc kép, hán, hữu, phản, bơ hà va, hữu thể, chấm, hán, vô, phản, ớp hà va, vô thể. Hán dịch của Bát Nhã Đăng, nhược niết bàn vô thể, vân hà thị vô nhân, niết bàn nếu là vô thể, làm sao đó lại là vô nhân. Phản, nơ về yu na hi ớp hà vô, siyo, nupajaya vít yát, niết bàn là vô thủ nên hoàn toàn không phải là vô thể. Về cách dùng từ apajaya và Anupajaya, trong bản Phạn và cách dịch của bản Hán, xem CST. 1 Tia, 150 chương 22. Hán, bất thọ danh Niết Bàn, xem Pali SN. 638. Anupajaya Niputo, sau khi không còn chấp thủ, không thủ trước hay không sở y, vị ấy chứng tịch diệt, tức Niết Bàn, chấm. Bát Nhã Đăng, nhược vô nhân vô duyên, thị danh vi Niết Bàn. Phạn, so pratitinu pajaya nerveyam upadivayat, không lệ thuộc các duyên, không còn chấp thủ, cái đó được nói là niết bàn. Hắn, bất thọ, cũng hiểu là không chấp thủ. Phạn, nerveyasya ka ya koi, koi sa usarasya ka, biên tế của niết bàn và biên tế của sanh tử.